Đây, đám mây rất là đặc biệt. Chúng tôi thấy có rồng và phụng trong những đám mây này. Và một lần nữa, sau đây Thánh Giống sẽ tường thuật và nhắc nhở cho đồng bào một số vấn đề rất là quan trọng. Đồng bào hãy tỉnh thức theo dõi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nay tất cả ý thành là có ba rồi người đó trong đây vào tới đó những người đó cũng những người hoàn hảo với nhau anh hầu hết chúng ta phải nói rằng có khỏi kế hoạch cũng như những tập hợp thời gian của trợ của anh là ta có thể còn hơn tôi thích được và không phải nói tôi phải nói là tôi phải nói là tôi phải nói là và đang xem cái này. Các bạn tôi xin tầm thôi câu chuyện trước khi chúng ta